Hỡi em yêu, anh chỉ muốn nói một điều, lấy anh đi để thôi đường về cô liêu. Bên nhau sớm chiều, thương nhau thật nhiều và yêu như chưa từng yêu. Hỡi anh yêu, em cũng muốn nói một lời, mình cưới nhà anh với em chỉ cần anh thôi. Yêu anh mất rồi chưa bao giờ nguôi, mình sinh ra để thành đôi. Đừng ngại ngần gọi tên em đi, đừng ngại ngần gọi tên anh đi, đừng ngại ngần gọi tên nhau đi, mình cưới nhau đi. Chẳng chờ gì chồng ơi em đây, chẳng chờ gì vợ ơi anh đây, ngày tuyệt vời nào hơn hôm nay, mình cưới nhau ngay. Yes I do, anh sẽ mãi là chồng của em. Yes I do, em sẽ mãi là vợ của anh. Hôn nhau đi em còn chờ gì, hôn em đi anh còn chờ gì, từ nay về sau mình chung bước đi. Yes I do. Thành hôn của chú rể Tấn Dương cùng cô dâu Thí Vi. Lễ đầu tiên thì Khánh Phương cũng xin thay phép cho những người thực hiện chương trình, xin thay mặt cho hai bên gia đình cùng với âm thanh ánh sáng của Thanh Khoa xin gửi lời tới toàn thể với vị khách quý lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Và kính thưa quý vị, như tất cả quý vị đã biết, hôn nhân là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của chúng ta. Và ngày hôm nay thì chúng tôi cũng như là toàn thể quý vị khách quý đã có mặt tại nơi đây để góp thêm những lời chúc tốt đẹp nhất đến những người mà luôn được chúng ta yêu quý. Đó là chú rể Tấn Dương cùng cô dâu Thí Vi. Sau một thời gian quen biết và tìm hiểu với nhau, ngày hôm nay thì thực sự đồng ý và nhất trí hai bên gia đình cho đôi bạn trẻ chúng ta tiến đến hôn nhân và hạnh phúc. Và ngay thời điểm này, không để làm mất thời gian của tất cả quý vị khách quý để chờ lâu hơn nữa, xin mời quý vị hãy tướng mắt về sân khấu để cùng chào đón lên sân khấu ngay sau đây những người cha, những người mẹ thân thương của cô dâu và chú rể ngay sau đây. Xin mời toàn thể quý vị khách quý dành những tràng pháo tay nồng nhiệt hơn nữa để cùng chào đón lên sân khấu những người cha, những người mẹ thân thương trong ngày hôm nay. Đầu tiên thì Khánh Phương cũng xin được trân trọng kính mời đại diện bên họ nhà trai của chúng tôi. Xin được trân trọng kính mời quý ông Huỳnh Lê Nam, quý bà Nguyễn Thị Bích Tuyền là song thân của chú rể Tấn Dương tiến lên sân khấu. Xin được trân trọng kính mời ông bà. Và liên tục chương trình năm ngày hôm nay thì Khánh Phương cũng xin được trân trọng kính mời quý ông Trần Trường Sơn, quý bà Lê Thị Thúy Loan là song thân của cô dâu Thí Vi, xin được trân trọng kính mời ông bà tiến lên sân khấu. Kính thưa quý vị khách quý, ngày hôm nay là sự hiện hữu trên sân khấu của chúng tôi, đó là những người cha, những người mẹ thân thương của cô dâu và chú rể. Quý vị có biết không, có được hạnh phúc đã khó, giữ được hạnh phúc lại càng khó hơn. Chính vì cái điều đó mà tất cả quý vị khách quý ở đây cũng đừng quên cầu chúc cho Tấn Dương và Thí Vi được trọn đời bên nhau mãi mãi. Như quý vị đã biết, tình yêu rất là đẹp, rất là tuyệt vời, nó còn như một viên pha lê sáng lấp lánh rạng người, còn như một rừng hoa đang tỏa hương thơm ngát. Và ngay thời điểm này xin mời toàn thể quý vị hướng ánh nhìn của mình về phía chiếc cọng cưới của chúng tôi, chiếc cọng hạnh phúc nhất trong ngày hôm nay, để cùng chào đón lên sân khấu những người đã cho ta một lý do duy nhất để có mặt tại nơi đây. Xin mời toàn thể quý vị dành những tràng pháo tay thật giòn giả hơn nữa, thay cho những tiếng pháo rộn rã hơn. Mời quý vị một tràng pháo tay nồng nhiệt để cùng chào đón lên sân khấu hạnh phúc nhất trong ngày hôm nay, chú rể Tấn Dương cùng cô dâu Thí Vi. 100 pháo tay nồng nhiệt. Và kính thưa quý vị, như tất cả quý vị đã biết, tình yêu không phải là đích đến, mà tình yêu là một quãng đường rất là dài, họ đang đi và bắt đầu đi trên một cuộc hành trình, một tương lai tươi sáng đang chờ đợi của họ. Và tình yêu này không thể phai nhỏ đi trong thâm tâm của cô dâu và chú rể. Cứ
Kính thưa quý vị, ngay trên lúc này đây là sự hiện hữu trên sân khấu của chúng tôi. Đó là những người cha, những người mẹ cùng với cô dâu và chú rể hạnh phúc nhất trong ngày hôm nay. Thì đã đến lúc cô dâu và chú rể cũng như là hai song gia của chúng ta, tất cả quý vị khách quý ở đây đã nhận được sự lời mời mà không ngại đường xá xa xôi, nhín chút ít thời gian vàng ngọc đến đây để cùng chung vui, cùng chúc phúc cho cô dâu và chú rể. Xin thay mặt cho hai bên gia đình cùng với cô dâu và chú rể, chúng ta hãy cùng nhau tiến đến một bước để cùng ra mắt và chào đón đến tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay là sự hiện hữu trên sân khấu của chúng tôi là những gia đình hạnh phúc nhất trong ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, như quý vị đã biết rồi đó, cô dâu và chú rể của chúng ta có được ngày vui này, đó là nhờ công ơn sinh thành dưỡng dục vô bờ bến của cha của mẹ. Cha mẹ đã dành hết một quãng đời dành cho hai con, và ngày hôm nay cũng là cha mẹ đã xây dựng tổ ấm cho đôi uyên ương của chúng ta. Ngay thời điểm này đây đã đến lúc cô dâu và chú rể tay trong tay, vai kề vai bước đến tháp ly để cùng nhau khai rượu uyên ương, để ít phút nữa đây dâng lên cho cha cho mẹ những ly rượu tình, rượu hiếu. Một lần nữa xin mời cô dâu và chú rể tay trong tay, vai kề vai, xin mời. Rồi, xin mời chú rể. Rồi, quá tuyệt vời. Một chai rượu đầu tiên đã thành công. Kèo ớt vào. Ok. Rồi, đầu nữa vào. Và kính thưa đến tất cả quý vị khách quý, ngày hôm nay thì cô dâu và chú rể của chúng ta đã cùng nhau tay trong tay, vai kề vai khai rượu viên ương. Những dòng rượu đang chảy với những dòng tình yêu mật ngọt mà họ đã dành cho nhau. Rượu là tượng trưng của tình yêu, là sự nồng cháy ái ân, là sự hòa quyện giữa hai con tim. Mà em như một chén rượu đầy, anh chưa nhấp miệng mà lòng đã say. Nếu em là chén rượu cay, anh xin uống cạn để lòng say suốt đời. Quý vị, ngay thời điểm này thì chú rể và cô dâu của chúng ta rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Rồi, em hết vòng. Hạnh phúc. Rồi đúng rồi, bắt đầu chúng ta cùng nhau rót vào những ly rượu. Kính thưa quý vị, rồi em ơi, này, rót 6 cái ly này cho mình thấy chứ. Rượu hồng một ngày hôm nay, tình anh mãi mãi dâng cho em trọn đời. Kính thưa quý vị, ngay thời điểm này đây, những khoảnh khắc trọng đại đối với cô dâu và chú rể, họ đã cùng nhau tay trong tay khai rượu viên ương vừa xong, thì đã đến lúc dâng lên cho cha cho mẹ những ly rượu tình, rượu hiếu. Xin mời cô dâu. Cô dâu cầm một ly đi em. Rồi bước vào bên trong này. Ok. Rồi chú rể vào bên này em, chú rể vào bên này. Rồi cô dâu ơi, dâng lên cho mẹ, chú rể dâng lên cho cha mình đi. Anh cầm nó đi chút xíu. Kính thưa quý vị, ngay thời điểm này đây, cô dâu và chú rể dâng lên cho cha cho mẹ những ly rượu tình, rượu hiếu. Sau bao năm dài mà cha mẹ đã dành cho hai con. Rượu hồng dâng kính mẹ cha, một là chúc phúc, hai là tri ân. Thì đó là tri ân, là những cái tấm chân tình mà cha mẹ đã dành những thời gian, những tình cảm quý báu đến cho hai con. Và ngày hôm nay hai con đã dâng lên cho cha cho mẹ. Mong cha mẹ hãy nhận những ly rượu này đến từ con.
nhau, vai kề vai, sát cánh bên nhau, dâng lên cho cha cho mẹ những ly rượu tình, rượu hiếu. Ngay thời điểm này đây, xin mời toàn thể quý vị khách quý có mặt tại hôn trường cưới ngày hôm nay. Mấy anh đâu ạ? Chúng ta hãy rót thật đầy ly bia của mình vào. Mấy chị đâu? Những ly nước ngọt của mình đâu ạ? Chúng ta hãy cùng dơ thật cao và hô thật to, cùng chúc cho hai thông gia của chúng ta từ nay hai nhà là một. Chúc cô dâu và chú rể được trăm năm hạnh phúc được không ạ? Quý vị dơ thật cao đó ạ. Chúng ta cùng đụng ly với hai thông gia nha. 1, 2, 3, xin mời. Xin mời hai thông gia cạn ly, đụng ly, cạn ly luôn. Và kính thưa quý vị, đó là những hình ảnh đẹp nhất trong ngày hôm nay. Xin thay mặt cho hai bên gia đình cùng với cô dâu và chú rể xin kính chúc đến tất cả quý vị khách quý có một buổi tiệc cùng với hai bên gia đình của chúng tôi thật là ngon miệng. Và ngay thời điểm này đây, xin cảm ơn hai thông gia rất là nhiều đã nhín chút ít thời gian lên sân khấu để cho cô dâu và chú rể dâng lên cho cha cho mẹ những ly rượu tình rượu hiếu. Bây giờ xin mời hai thông gia tay nắm tay và tiễn về tất cả các vị khách quý và nhận được những lời chúc tốt đẹp nhất. Xin cảm ơn. Rồi anh Xu nắm tay vào. Rồi xin mời hai chị Xu vào. Kính thưa quý vị, ngay thời điểm này đây, trong tình yêu thì có sự chia ngọt sẻ bùi có nhau, thì đã đến lúc cô dâu và chú rể đã cùng nhau bước đến thắp bánh tình yêu để cùng nhau cắt bánh mặt ngọt. Xin mời. Thời điểm này đây, xin mời toàn thể quý vị khách quý chúng ta hãy cùng tập trung hướng mắt về sân khấu để cùng chiêm ngưỡng một vẻ đẹp của hạnh phúc. Trong ngày hôm nay, cô dâu và chú rể của chúng ta đã cùng nhau tay trong tay, vai kề vai, khai rượu viên ương. Đã đến lúc ngày hôm nay thì hạnh phúc hơn nữa, cô dâu và chú rể sẽ cùng nhau cắt những mật ngọt. Đây là những mật ngọt mà họ đã dành cho nhau trọn đời bên nhau. Ngay thời điểm này đây, xin mời toàn thể quý vị khách quý chúng ta hãy cùng hòa vào cái niềm vui này thật là hạnh phúc hơn nữa, đã được sự chứng kiến của tất cả quý vị khách quý. Và bên cạnh đó, ít phút nữa thôi thì quý vị càng thấy những hình ảnh đẹp nhất. Xin mời cô dâu và chú rể bỏ bơ mũ này. Rồi lên em cầm đi, eo hết vào em. Rồi ok. Rồi, bắt đầu chúng ta cùng nhau cắt bánh tình yêu. Xin mời. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì quý vị và cô dâu đã cùng nhau tay trong tay cắt bánh tình yêu. Đây là mật ngọt mà họ đã dành cho nhau. Cái nữa đi. Một cắt trọn đời bên nhau, hai cắt mãi mãi không rời, và cắt thứ ba đó là cắt hạnh phúc nhất trong ngày hôm nay. Wow, quá tuyệt vời. Xin mời cô dâu, chúng ta hãy cùng nhau đút cho nhau những mật ngọt và tình yêu của mình. Rồi chú rể tặng gì? Rồi xin mời. Đây là mật ngọt mà anh đã dành cho em. Wow, đúng rồi, tuyệt vời quá. Rồi rồi, xin mời cô dâu và chú rể chúng ta hãy cùng nhau tiến về trong mát tí xíu nha. Vô đây cho. Rồi, anh xin mời hai em. Tất cả quý vị ơi, như ngày hôm nay thì có mặt đầy đủ của toàn thể quý vị khách quý đã có mặt tại nơi đây. Trong tình yêu thì khi mà yêu nhau, ai cũng muốn cho người yêu của mình một nụ hôn đầu đời, một nụ hôn mà họ đã đón nhận với nhau, một hạnh phúc mới đang chờ đợi đôi uyên ương của chúng ta. Và ngay thời điểm này, chắc có lẽ là quý vị cũng không ngần ngại gì nữa, muốn là cô dâu và chú rể cho nhau một nụ hôn ngay trên sân khấu của chúng tôi, được không mà quý vị? Nếu mà quý vị nào đồng ý cho một tràng pháo tay thật lớn là được không? Kính thưa quý vị, theo như Khánh Phương tiền đề để mình giao lưu với chú rể tí xíu. Chú rể Tấn Dương yêu cô dâu Thí Vi được bao lâu rồi? Dạ được tầm 3 tháng. Ba tháng đúng không? Rồi, như vậy thì hai người có cho nhau một nụ hôn nào chưa? Bây giờ hỏi cô dâu đi. Dạ chưa. Chưa,
Nhưng mà làm sao ai biết được có hay không? Nhưng ngày hôm nay, ngay trên sân khấu của chúng tôi thì muốn là cô dâu chú rể chúng ta không thể nói mà chúng ta sẽ hành động cụ thể hơn nữa. Cho một nụ hôn ngọt ngào và say đắm, truyền cảm với nhau ngay trên sân khấu. Được không quý vị? Đồng ý rồi. Nhưng thường thường thì chú rể muốn hôn trên gương mặt xinh đẹp của cô dâu là hôn chỗ nào này? Dạ, hôn bờ môi ạ. Hôn tặng bờ môi luôn. Quý vị đồng ý không ạ? Bây giờ nếu mà hôn má trái thì 10 gái 9 trai, hôn má phải thì 20 trai 9 gái. Hôn ngay trung tâm bờ môi thì trai gái có điều. Đúng không quý vị? Ok. Rồi bây giờ chúng ta cùng tạo một cái tư thế. Xin mời cô dâu và chú rể quay lại 35 độ 7.5. Rồi. Rồi xin mời đây bờ vai này. Rồi eo ớt vào. Cô dâu cầm cái này đi. Rồi ok nha. Xin mời toàn thể quý vị khách quý, chúng ta hãy cùng nhau buông đũa, buông chén, tập trung hướng mắt về sân khấu để chiêm ngưỡng một vẻ đẹp, một hạnh phúc mới trong ngày hôm nay. Và trước khi nụ hôn này diễn ra, tất cả các em thiếu nhi dưới này 16 tuổi nhắm mắt lại hết. Các bạn nam thanh nữ tú 18, 19 tuổi mở mắt ra to to tí. Mời mốt tới lượt của mình, nhớ nhìn kỹ và học vào chú rể Tấn Dương cùng cô dâu Thí Vi để lần sau mình làm hơn như vậy nữa, đúng không? Còn bây giờ chú rể và cô dâu chuẩn bị, chúng ta hãy cùng bắt nhịp nha quý vị nha. Cô dâu đứng im, mắt liêm diêm, tim thình thịch. Nhịp nhảy A chuẩn bị. Phan nha, từ từ chú rể. Hôn nhau đi em còn chờ gì? Hôn em đi anh còn chờ gì? Từ nay về sau mình chung bước đi. Yes I do, anh yêu em hơn ngàn đắm say. Yes I do, em yêu anh trong từng phút say. Yêu nhau đến mãi về sau, bên nhau đến khi bạc đầu. Mình sẽ hạnh phúc dù ở nơi đâu, chỉ cần có nhau. Yes I do, anh sẽ mãi là chồng của em. Yes I do, em sẽ mãi là vợ của anh. Hôn nhau đi em còn chờ gì? Hôn em đi anh còn chờ gì? Từ nay về sau mình chung bước đi. Yes I do, anh yêu em hơn ngàn năm say. Yes I do, anh yêu em trong từng phút giây. Yêu nhau đến mãi về sau, bên nhau đến khi bắt đầu. Mình sẽ hạnh phúc dù ở nơi đâu, chỉ cần có